sáng nay mình lại đi ra thăm cái lợp ngày thứ ba nha các bạn, để coi có dính con gì không nha. Đây, thăm cái lợp của mình đây. Rồi các bạn ơi, dính một con gắn bông súng với một con gắn trung, mà con gắn bông súng nó bị cắn chết rồi, cắn chết ngắt rồi. Vẫn là dính thêm một con cóc nữa. Đây, sẽ đổ nó ra nha. Không phải gì sao đổ, đổ cách nào đâu đổ. Thì là thất vọng của cái lợp này nó dở quá. Cái lợp này nó dở là mình không có cách nào để mà mình đổ nó ra được hết trơn. Đúng không? Không có cái miệng. Chỉ có cách bắt nó ra thôi. Nhấn bông súng thì nó chết rồi. Này. Giống bị gắn gắn chung nó cắn quá. Ra má này cái dùng này ghê quá, sao bắt giờ ớn quá. Coi nó ngoảnh đụng vô cái đuôi nó ngoảnh lên cái này, nó hầm nó chích. Bắt nó giờ rồi, đặt xong cái lợp này rồi mình sẽ qua mình thăm cái lợp ở phía bên kia các bạn. Cái chỗ mình đặt mà mình thăm hôm qua nó không có dính này, cái chỗ phải có con gắn mình chặn hai đầu hai cái. À, giờ mình sẽ cầm luôn, mình thăm luôn, dính nhau mình nó im ru và rù nè. Dính được con rùa con nha các bạn. Lúc trước gì thì mình thả hết nha. Bây giờ mình sẽ bắt con này đem vô, mình để mình nuôi làm khiển luôn nha các bạn. Con rùa con. Đặt tay vô bắt luôn cho lẹ. Đặt lại. Đây, thấy con rùa con nha. Nè. Thấy không? Đây là rùa nước 3G. Nó có các bạn ba cái G trên lưng nè. Kêu là rùa nước. Ta nói rùa này nuôi kiển thì nó ít có sống lắm. Nhưng nó mình nuôi trong cái hồ của mình. Mình sẽ về mình làm cái hồ. Cho vô xô luôn. Rồi tiếp tục. Hôm qua mình sẽ thăm ở bên đây. Hôm nay không biết dính gì không. Ngồi xuống thăm cái lợp này tí coi. Xuống thăm cái lợp.
7 cái sạc nữa, không có con gì lớn lắm. 7 cái sạc nữa nha, sẽ đem vô luôn. Đem vô luôn. Đợi mình tí xíu. Đổ cái ra. Nè. Đổ cái gì nè, nắm ngay giữa. Nó có cái lỗ hổm. Rồi xong, buộc nó lại như cũ. Rồi mình đi với mình đặt lại luôn. Rồi, mình cho nó thêm vào một tí nước. Thêm vào một tí nước mới được. Rồi. Đây. Chỉ được bao nhiêu thôi nha. Chơi với con rắn trùng một tí xíu ai. Nãy bắt thì sợ. Giờ hết sợ rồi. Nè. Bự nha, cắn chung nha các bạn, thấy chưa? Bắt nhẹ tay thì nó không có cắn mình nha, bắt mạnh tay nó cắn mình đó, thấy chưa? Thấy cắn chung chưa? Đó, ừ, sợ không? Rồi có ai chơi rùa kiển gì không? Nè, rùa nước 3G, thấy chưa? Có một loại rùa đặc biệt nó quý hiếm hơn là ở dưới cái bụng của nó. Ở dưới này nè là nó đen hết luôn, là loại rùa đó khác nhưng mà nó quý hơn nè. Bữa nay được có nhiêu đó.